Thưa quý vị và các bạn, biểu diễn âm nhạc dân tộc bằng nhạc cụ dân tộc để quảng bá nghệ thuật truyền thống tới bạn bè Nam Châu là hướng đi mà rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam hướng đến. Nhưng sáng tác và chuyển soạn những tinh hoa di sản do cha ông để lại cho nhạc cụ châu Âu, biến những tác phẩm ấy trở thành nội dung trình tấu bắt buộc cho các thí sinh châu Âu trong một cuộc thi âm nhạc quốc tế uy tín, thì có lẽ chỉ duy nhất một người Việt chọn làm và làm được. Ông là giáo sư nhạc sĩ, nghệ sĩ guitar tài danh Đặng Ngọc Long. Đặng Ngọc Long là giáo sư, nhạc sĩ, nghệ sĩ guitar người Việt Nam tài danh, hiện đang sống và làm việc tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Ông không chỉ đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng trường âm nhạc Berlin Gesundbrunnen suốt 20 năm qua, không chỉ nắm giữ trọng trách chủ tịch hội đồng nghệ thuật cuộc thi guitar quốc tế Berlin từ năm 2006 tới nay, mà ngôi trường âm nhạc vườn nào còn tổ chức một cuộc thi guitar mang tên ông. Việc một nghệ sĩ guitar Việt Nam được nước Đức ghi nhận, trân trọng và vinh danh có thể được coi là kỳ tích. Ông còn được xem là nhịp cầu nối âm nhạc giữa đôi bờ Á Âu. Cách truyền bá nhanh nhất ra thế giới là bằng cách biểu diễn. Và ngoài ra tôi có một lợi thế là các bài phối hoặc sáng tác của tôi đã được đưa vào làm đề thi cho cuộc thi guitar quốc tế tại Berlin. Khi các thí sinh đi thi thì bắt buộc các thí sinh đó phải tìm hiểu làn điệu dân ca đó xuất thân từ đâu. Có nhiều thí sinh đã đến tận Việt Nam để tìm hiểu điều đó. Và ngoài ra các thầy giáo, các giảng viên ở trong các nhạc viện hướng dẫn cho học trò đi thi thì phải tìm hiểu thật kỹ trước khi giảng bài. Các cuộc biểu diễn của thí sinh sẽ nhân rộng một lần nữa rất nhiều ra thế giới. Điều giáo sư, nhạc sĩ Đặng Ngọc Long luôn trăn trở đó là làm thế nào để có thể quảng bá được những giá trị tinh hoa của văn hóa, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Cũng bởi vì suy nghĩ đó, trong tất cả những sáng tác của mình, ông luôn chú trọng sử dụng chất liệu dân ca Việt Nam. Nhiều tác phẩm trong số đó đã được chọn là bài thi bắt buộc cho các cuộc thi guitar quốc tế tại Berlin từ năm 2006 đến nay. Các tác phẩm của Đặng Ngọc Long rất đa dạng và nhiều bất ngờ. Ông sử dụng triệt để dân ca trong các tác phẩm hiện đại châu Âu, như ông mang nó từ Việt Nam sang Berlin vậy. Sự pha trộn giữa các chất liệu dân tộc Việt Nam và châu Âu tạo điều bất ngờ, mới lạ và sáng tạo. Tôi rất thích thú và luôn đón chờ những tác phẩm mới của ông cho mỗi cuộc thi. Có lẽ ở nước ngoài về người Việt guitar không có ai nổi tiếng hơn anh Đặng Ngọc Long cả. Ví dụ như tôi nói, anh Long đã có cái công mang những cái làn điệu dân ca của chúng ta để cho phổ biến cho thế giới biết, cho nhất đặc biệt là đối với cái giới sinh viên âm nhạc biết, và nó có tính chất lan truyền và quảng bá cái nền âm nhạc của chúng ta. Năm 2025 là lễ kỷ niệm tròn 50 năm sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ, nghệ sĩ guitar Đặng Ngọc Long. Dù đi đâu, ở đâu, tác phẩm và tiếng đàn của ông đều vang lên những âm hưởng dân ca Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Luôn nặng lòng bắc nhịp cầu nối đôi bờ âm nhạc Á Âu. Với giáo sư, nhạc sĩ, nghệ sĩ Đặng Ngọc Long, lễ kỷ niệm tròn 50 năm sự nghiệp âm nhạc sẽ là dấu mốc đáng nhớ nhất trong dặm dài 68 năm tuổi đời, trong hành trình nửa thế kỷ gắn bó và tôn vinh nhạc Việt.